Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm canh tí, ngày này là ngày kỵ dậu, tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỷ giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại dịch thổ, ngày kỵ dậu tức can sinh chi có nghĩa là thổ sinh chua kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại dịch thổ, kỵ tuổi, quý mão, ất mão, ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi đinh mùi, quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày giàu lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục, xung với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi tân mão, ất mão, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt bao gồm sao địa tài, chốt tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng có gồm sao thiên lại, xấu mọi việc, sao nguyệt hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp sao trùng tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao trùng phục, kỵ giá thú, an tán, sao nguyệt kín chuyển sát, kỵ khởi công, động thổ, sao phủ đầu giát, kỵ khởi công, động thổ, sao độc hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái và xây bếp. về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý á, xiên tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu, cho nên với bạn tuổi Tý cần nhắc nhở bạn nên tránh các hoạt động xấu. Nếu bạn càng cố gắng kiểm soát một điều gì đó, bạn sẽ càng mất đi cơ hội làm chủ chính bản thân mình. Và với bạn tuổi Tý hãy cố gắng gạt bỏ cái cảm giác muốn nắm giữ và thả mình theo những gì đang diễn ra trong đời sống, bạn sẽ thấy tâm trạng được cải thiện rất nhiều nữa. Trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh, nâng đỡ cho bạn. Cho nên, với bạn tuổi Tý, phát triển sự nghiệp rất chi là tốt. Bạn vốn là người có nhiều tham vọng và luôn cố gắng. Đây là cái khoảng thời gian vàng cho bạn để cho bạn tuổi tí tiếp tục nỗ lực hết mình để giành lấy thứ mình mong muốn nữa nhé. Ngủ hành tương sinh, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi tí trong ngày thứ hai này là thời điểm tương đối là tốt. Dù thời tiết có thay đổi nhưng sức đề kháng của bạn khá tốt nên không có cái vấn đề gì đáng phải lo ngại. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý, bạn cũng đừng quên luyện tập thường xuyên. Việc này rất đáng lưu tâm vì có thể giúp cho bạn tỉnh táo hơn trong cái quyết định quan trọng trong thời gian này với bạn nữa nhé. và tử vi tuổi giáp tý thuộc kim hãy lắng nghe cơ thể của bạn. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy đừng ngại nói lời xin lỗi. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đừng cố gây ra căng thẳng thêm. Tử vi tuổi canh tí thuộc thổ, suy nghĩ chính chắn từng việc mình làm. Tử vi tuổi nhâm tí thuộc mộc, tránh tham gia các hoạt động rủi ro cao. Về đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu đen quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi thìn Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu xỉu cho nên với bạn tuổi xỉu bạn trải qua một ngày với nhiều cảm xúc lãng mạn trong đời sống tình cảm của mình mọi người chú ý đến bạn quan tâm bạn và bị ấn tượng bởi bạn nữa bạn tuổi xỉu nhé tuy nhiên với bạn tuổi xỉu cần có cái sự phân định rõ ràng tình cảm bạn bè và cái mối quan hệ yêu đương nếu bạn không muốn rơi vào những cái phút khó xử nữa trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu nếu có vấn đề gì liên quan tới tiền bạc thì với bạn tuổi Sửu nên xử lý sớm trong ngày nhân lúc đang có thiên tài nâng đỡ cho bạn và với bạn tuổi Sửu rất có thể sẽ có người hỗ trợ về tài chính cho bạn mang lại cái vận may bất ngờ cho bạn mệnh tuổi Sửu để cải thiện được nguồn thu nhập cho mình trong ngày hôm nay nữa nhé và với bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy tinh thần của bạn tuổi Sửu rất là quan và yêu đời trước mọi công việc, nhờ đó mà sức khỏe của bạn tuổi Sửu được cải thiện đáng kể. Với bạn tuổi Sửu, bạn khá lưu tâm cái việc tạo không gian để nghỉ ngơi phù hợp để có thể được hồi phục sau một ngày làm việc vất vả với mình nhé. Trong ngày thứ hai này, đối với bạn tự xỉu, ngày này xuất hành đi xa thì có quý nhân phù trợ, buôn may, bán đắt, gặp thời, mọi việc đều tốt, có tài lộc, có tiền về tay nhé. Về tử vi tuổi ất xỉu, thuộc kim, hãy nhường cho người khác cơ hội tỏa sáng. Tử vi tuổi đinh xỉu, thuộc thủy, sự thành thật của bạn được đánh giá cao, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc họ hãy yêu thương chính bản thân mình, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ đánh giá của bạn có thể sai, tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc người khác nói chỉ là ý tốt. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 2, số 5, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão. Tử vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần đang gặp vấn đề trong việc phân định ranh giới cụ thể giữa công việc cá nhân và nơi công sở nhé sẽ tốt hơn nếu như bạn tuổi dần có thể gạt bỏ mọi vấn đề ở nhà sang một bên để làm tốt những trách nhiệm được giao phó. Như thế, bạn sẽ có thể bớt đau đầu hơn nữa. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy với bạn mạnh tuổi dần đang làm việc quá sức, và bạn hãy lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần của mình. Bạn có thể cùng người thân đi picnic hoặc là thăm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới với mình. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, bạn mệnh cũng không nên tạo tác việc gì vì chúng không tốt cho bạn. Kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mã, đóng thọ đường hay là đóng hòm để sẵn bạn tuổi dần nhé và tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy có người gây hại, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa được lòng nhiều người, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ sẵn sàng giúp đỡ người khác, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc đào hoa vượng, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim đừng quá dễ dãi. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi ngọ. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là Cách vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa mão dậu cho nên với bạn tuổi mão dễ gây ra xung đột với người khác vì tính cách bốc đồng của bạn nóng nảy của bạn mà ra khi ai đó nêu ý kiến có phần bất đồng thì bạn tuổi mão không nên cố chấp mà tỏa ra hơn thua, nên tôn trọng góc nhìn của người khác. Bạn cũng không hoàn toàn đúng đâu đứa bạn tuổi mão nhé. Tùy Gin xuất hiện, cái điều này cho thấy trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão có ai đó sẽ thể hiện một khía cạnh mà với bạn tuổi mão chưa hề biết tới và khiến cho bạn tuổi mão cảm thấy vô cùng thất vọng đã đến lúc với bạn tuổi mạo cần phải xem xét lại cái mối quan hệ này và có sự thay đổi nếu đó là cần thiết thay vì cố gắng trì hoãn hay là níu kéo bạn tuổi mạo nhé. Ngũ hành xung khắc, cái điều này làm cho bạn tuổi mạo cũng đang có điểm báo có cái sự căng thẳng có thể xuất phát từ bạn và với bạn tuổi mạo hãy nhìn nhận mọi thứ một cách lạc quan hơn và học cách hài hước đừng để tiết kiệm nụ cười của mình. Đừng có ngại cười thật to và sảng khoái nếu có thể mọi sự mệt mỏi sẽ được tan biến mà tuổi mão nhé. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có xung đột vì hiểu lầm. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa không nên cho ai mượn tiền. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ cẩn thận với các góp ý. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cần lắng nghe nhiều hơn, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim nên giữ tâm trạng tích cực. Về đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. tử vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bà tuổi thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân phù trợ với bà tuổi thìn đang có được tương tác xã hội rất chi là tốt rất chi là thú vị và mang đến cho bà tuổi thìn có được nhiều ý tưởng hay ho giúp cho bạn trải qua một ngày rất chi là thuận lợi. Và bạn tử thìn, bạn đừng có ngại ngần, mở lòng, mở mối quan hệ mới với mình. Bạn sẽ có thêm thật nhiều cái cơ hội cho chính mình. Bạn hãy tự tin và thể hiện tốt nhất trong cái khả năng của mình nữa. Trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tử thìn, chính tài xuất hiện sẽ mang tới cho bạn tử thìn có được nhiều cơ hội tăng tín về tài lộc, sản nghiệp cho bạn và người thân trong gia đình có thể nhờ vào việc buôn bán, làm ăn đúng thời điểm với bạn tử thìn, mang lại cho bạn có được cái nguồn lợi nhuận tăng tín, việc gì cũng có thời gian, cho nên bạn tử thìn, bạn nên nhớ là tận dụng tốt và đừng quên nghĩ tới cả những kế hoạch dài hạn khác cho mình nữa nhé. Ngủ hành tương sinh, cái điều này cho thấy trong ngày thứ hai này đối với bạn tử thìn, tinh thần của bạn mệnh được cải thiện nhờ đó mà sức khỏe của bạn cũng có phần được thay đổi tích cực. Bạn tìm được người để chia sẻ và nhận những lời khuyên hữu ích từ họ. Họ sẽ vỗ về và có thể là liều thuốc tốt nhất cho bạn tử thìn lúc này nữa nhé. Ngày này đối với bạn tử thìn, xuất hành cũng tốt. Cầu tài thì được tài của quý nhân giúp đỡ Bùn may, bún bùn may bán đắt có lộc về tay nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tình cảm hài hòa, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, công việc thuận lợi, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, chăm chỉ của bạn được đền đáp, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, không tập trung làm việc, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, đừng từ chối các cuộc vui. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dậu. Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu cho nên với bạn tuổi Tỵ đây là thời điểm tốt nếu như bạn muốn đưa cái mối quan hệ lên một nấc thang mới thì đây là thời điểm khá thích hợp với bạn bạn hãy dẫn người yêu thương tới nhà và giới thiệu cho gia đình bạn bè biết, bạn cũng có thể dành một buổi tối thong thả, thư giãn bên bạn bè, người thân trong gia đình và nạp lại năng lượng cho riêng mình nữa bạn tuổi tỷ nhé. Thương quan chiếu mệnh, cái điều này dự báo cho bạn tuổi tỷ đang có những thay đổi trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn đừng có để điều đó ảnh hưởng đến bạn quá nhiều. Bạn hãy giữ cho mình một kỳ vọng không quá cao. Nếu không, bạn sẽ dễ thất vọng cái điều quan trọng là có sự hòa mình với thực sự thay đổi, bạn sẽ thấy mọi thứ thật dễ dàng và bạn tuổi tỵ bạn là người rất tài giỏi, có thể là tài giỏi bẩm sinh nữa đó bạn tuổi tỵ nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có kim khắc với hỏa. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ vì chủ quan cho nên có thể bạn mệnh lúc này sẽ vướng vào rắc rối liên quan tới tiền bạc. Nếu như bạn không tìm được phương hướng thì nên tìm người lớn tuổi có kinh nghiệm để hỏi xin ý kiến. Họ sẽ có thể giúp cho bạn trong một số việc nhất định nữa đó bạn tuổi tỵ nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa nhớ xin lời khuyên tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ mạnh dạn trong từng việc mình làm tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc đừng vội khoe khoang tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim có người ngầm ganh ghét tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy nên giúp đỡ nhiều người hơn về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng mình đang làm được những điều vô cùng là kỳ diệu và người xung quanh hưởng ứng, quan tâm và muốn gần gũi kết bạn với bạn nữa bạn tuổi ngọ nhé. Dường như họ đánh giá cao sự thể hiện của bạn vậy thì đây là cái cơ hội tốt để cho bạn tuổi ngọ xây dựng cái mối quan hệ về bạn bè nữa nhé và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ bạn lại đang gặp ngày có kim họa xung khắc cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọ đôi lúc bạn căng thẳng vì làm việc nhiều một lúc đôi khi bạn nên nuông chiều bản thân mình một chút bằng cách thưởng cho mình một thú vui nào đó và với bạn tuổi ngọ bạn đừng bắt mình phải phục tùng theo một chế độ cứng nhắc nào cả nhá. Ngày này đối với bà tuổi ngọ, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, không nên tiến hành những công việc như là sửa chữa, đục đẽo bởi cái điều này rất có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi nữa về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim mối quan hệ hài hòa tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy dễ xảy ra tranh cãi tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa có quyết định đúng đắn tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ có lời mời hấp dẫn tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc kiềm chế bản thân về đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu tím màu da cam quý nhân phụ trợ tuổi dần tuổi tốt Từ vi tuổi Mùi thứ 2 ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bà tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bà tuổi mùi đang có được cơ hội gia tăng về tiền bạc trong ngày hôm nay nhưng bên cạnh đó cũng vẫn tiềm ẩn những cái rắc rối nếu như bạn không đủ kiến thức để hiểu về vấn đề nữa đó bà tuổi mùi nhé Ngũ hành tương sinh, cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ của bạn mệnh tuổi mùi trong ngày hôm nay có phần được tốt, nhưng vẫn tiềm ẩn có những cái hiểu nhầm nào đó mà đối phương không nói ra và bạn cũng không thể giải thích. Thực ra việc bạn tuổi mùi cần làm là vẫn cố gắng làm tốt việc của mình đã rồi mọi thứ sẽ sắp xếp ổn thỏa theo cách riêng của nó mà thôi nhé. Trong ngày này đối với ba tuổi Mùi, bạn có nhiều cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính của bản thân, số gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, cầu tài xuất hành đều tốt và bạn đừng quên nên chọn những cái hướng tốt để xuất hành như là Hỷ thần hướng Đông Bắc và Tài thần hướng chính Nam để tăng thêm cái vận may cho công việc cũng như là có được cái nguồn tài lộc về tay mình nữa nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, đừng ai nói gì cũng tin. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, hãy nín nhịn một chút, không thiệt đâu. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, hãy làm theo lời chỉ dẫn. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, đừng giới hạn khả năng của bản thân. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, đánh giá của người khác chưa hẳn đã là chính xác. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Tử vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngộ hành tam hội xuất hiện. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thân, đây là một ngày tuyệt vời để cho bạn ra ngoài khám phá thế giới xung quanh với bạn bè, với người thân và có những giây phút Kỳ là ý nghĩa với bạn, một chút thay đổi, một chút thêm gia vị sẽ giúp cho bạn tự thân cảm thấy cuộc sống đáng giá biết nhường nào nhé. Chính quan xuất hiện, cái điều này mang lại cho bạn tự thân có được sự trí tuệ. Nhưng bên cạnh đó, bạn cần nhớ là những câu trả lời thẳng thắn, lịch sự sẽ tốt hơn là những lựa chọn công phu, tính toán, kể cả khi bạn muốn làm vừa lòng ai đó. Với bà tuổi thân, bạn hãy thể hiện sức mạnh của sự tự tin thay vì phải chạy theo ai đó để làm cho họ vừa lòng, đặc biệt là trong ngày hôm nay nhé và trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân bạn cũng đang gặp ngày có kim khí vượng cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi thân rất dễ mệt mỏi hay căng thẳng những lúc như thế thì bạn hãy xem lại những cái khoảnh khắc mà bạn đã lưu lại với những câu nói yêu thương của người thân hay một hình ảnh ấn tượng nào đó những điều đó sẽ giúp cho bạn tuổi thân cải thiện được tinh thần một cách nhanh chóng nữa về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, hãy tôn trọng ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, tránh làm tổn thương mọi người. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, lời nói thẳng chưa hẳn đã là tốt. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, hãy tìm hiểu một việc đến cùng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, cảm giác của bạn có thể là đúng. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020 ngày thứ hai này đối với bà dậu, tử dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tử dậu trong ngày này bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành dậu dậu tự hình cái điều này cho thấy dường như mọi thứ diễn ra đúng như bạn trông đợi nhưng với bà tử dậu vẫn đang lo lắng cái điều gì đó có thể hủy hoại tất cả thực ra đó chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn của bạn mà thôi và với bạn tử dậu bạn đừng để chúng tác động đến bạn hãy hướng tới những cái công việc thực tế và gạt bỏ những lo lắng ấy ra khỏi đầu ngay đi bạn tuổi dậu nhé thiên quan chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bạn tuổi dậu đang có những cái mối hiếm họa khiến cho bạn tuổi dậu muốn thu mình lại giữa những cái đám đông kể cả bạn ở nơi công sở hay là đang hoạt động ở công tác xã hội đây là một ngày mà tâm tư của bạn rối loạn tinh thần của bạn không được tốt cho lắm và với bạn tuổi dậu bạn cần phải cố gắng chăm sóc cho bản thân nhiều hơn một chút để rồi ngày mai sẽ ổn thỏa hơn bạn tuổi dậu nhé ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp ngày có kim khí vượng cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi dậu không tập thể dục thể thao thường xuyên cho nên sức khỏe đi xuống và mỗi ngày bạn nên bỏ ra ít nhất là 45 phút cho việc tập luyện thể dục thể thao, ví dụ như là đi bộ, hít thở không khí trong lành, chơi thể thao để sức khỏe của mình được cải thiện tốt hơn nữa bạn tuổi dậu nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, chú ý tiểu nhân một chút, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, nhớ kỹ trước khi nối, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, có người đáng tin, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, tránh đối đầu, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim có tinh thần cởi mở. Về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi hợi. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày của tam hội xuất hiện nhắc nhở bạn tuổi Tuất dù công việc của bạn có bọn bè cũng đừng quên dành thời gian để chăm sóc cho tổ ấm gia đình nơi đó thực sự quan trọng với bạn và với bạn tuổi Tuất đừng quên rằng sau những ồn ào náo nhiệt hào nhoáng của đời sống. Gia đình là nơi mà bạn tìm đến cái sự in ổn và có những phút giây thực sự thoải mái với mình nữa. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tuất, dấu hiệu về tiền bạc của bạn lúc này cũng có được cái sự khởi sắc khi có được chính tài xuất hiện, chia chở cho bạn. Nhưng đó là do bạn mạnh tiết kiệm để có được chứ không phải là từ một cái vận may nào đó. Vì thế, không nên nói như thế là bạn kiếm tiền một cách dễ dàng, khiến cho người khác nhầm tưởng và theo dệt thêm câu chuyện về bạn nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tuất ngũ hành tương sinh, cái điều này mang lại cho bạn tuổi tuất có được cái điều kiện thuận lợi để cho bạn thực hiện những cái mục tiêu đã đề ra từ trước. Cho dù trước đó bạn cảm thấy khó khăn, nhưng giờ mọi thứ đã trở nên hanh thông hơn và bạn tiến hành từng việc một trong cái khả năng kiểm soát của bản thân mình nữa nhé. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, niềm vui của bạn đến từ việc nhỏ, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, không chịu lắng nghe, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, hóa giải được mâu thuẫn, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, tình cảm tốt đẹp, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, quần áo đẹp làm bạn vui. Về đánh giá của bà tử tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi Tuất Tử vi tuổi hỏi thứ hai ngày mùng 2 tháng 11 năm 2020. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hỏi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hỏi, nếu như bạn đang chờ mong một cái cơ hội để chia sẻ quan điểm của mình với mọi người xung quanh và để được tiếp nhận thì nhân lúc của chính quan xuất hiện giúp cho bạn. Đây là cái thời điểm thích hợp cho bạn. Chắc chắn với bà tuổi hợi sẽ nhận được cái sự quan tâm và lắng nghe của mọi người. Hạn nhìn điều này không phải lúc nào cũng diễn ra. Vì thế với bà tuổi hợi nên nắm bắt lấy cái cơ hội của mình và thể hiện thật tốt nữa nhé. Ngũ hành tương sinh, cái điều này cũng cho thấy trong cái vận trình ngày này với bà tuổi hợi mang lại niềm vui về sức khỏe cho bản mệnh có thể lâu nay bạn luôn lắng về vấn đề liên quan tới sức khỏe nhưng lúc này đã được giải tỏa và bớt căng thẳng luôn lắng hơn trước rất chi là nhiều nữa rồi và trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi ngày này là ngày 17 tháng 9 năm canh tí bạn không nên trị bệnh ở hầu vì thế bạn mệnh nên nhớ là tránh tác động lên cái vị trí này trong ngày hôm nay nhé tuy nhiên trong ngày này với bà tuổi hợi, cái việc cầu tài, khai trương, xuất hành, đầu tư, kế kết hợp đồng lại có lợi thế hơn người nữa. nữa. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, chú ý hòa nhập. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tránh không gây hiểu nhầm. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, hãy tập trung trong từng việc nhỏ. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nên quan tâm hơn, hơn tới sức khỏe tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy đã làm thì nên tin tưởng về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 7 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi thìn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.